Rồi, chào mừng các bạn trở lại với kênh Sát Vàng của mình nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình có một cái dịp mình đi ngang cái xã Trung Thạnh của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đó các bạn. Thì mình thấy có những cái cây mai quá là đẹp luôn. Đó, thành thử ra là mình ngừng lại rồi vào trong mình quay để các bạn cùng để mà chia sẻ với các bạn. Các bạn xem video cũng nhớ ấn vào đăng ký kênh để mà ủng hộ kênh của mình ha. À, và nếu mà thấy mà video hay thì nhớ ấn vào like cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Rồi sau đây thì mời các bạn cùng đi xem với mình ha. Và nói trước với các bạn là cái này là video mình quay lén ha các bạn, không có chủ nhà nữa. Mình thử ra là trong cái quá trình mà nói chuyện của mình cũng không dám nói lớn ha. Thôi mời các bạn cùng đi xem. Đây là một cái cây mai cũng rất là đỉnh các bạn. Cây này thì chủ nhà nói rằng là mua cũng 10 năm rồi các bạn, đem về cũng 10 năm. Sau một thời gian đặt đất lên thì cái đèn rễ này nó tua ra, nó rất vừa đẹp luôn. Đây, chút xíu rồi. Cây này thì không có cao các bạn, nở thật là nở luôn, quá nở luôn. Cây
phải từ 40-50 năm trở lên rồi. 40-50 năm. Cây mà nó liền tàn như vậy, tháng mà đẹp như vậy thì chừng nữa tết ra bông thì không có nói nữa.
Rồi, video của mình đến đây là kết thúc các bạn. Thì trước khi kết thúc phần video thì mình mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh về những cái cây mai rất là đẹp này. Các bạn xem video cũng nhớ ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha. Nếu mà thấy video hay, các bạn nhớ ấn vào like cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Rồi, chào các bạn nha.